được Con Số Tám, một trang tin tức được thành lập vào năm 2017 và đến nay cũng hơn 2 năm rồi. Thì ngày hôm nay rất là hân hạnh được làm moderator của một cái panel rất là chất lượng với community leader của ba cộng đồng mà hiện tại đang rất là nổi ở Việt Nam, đó là Coin98, HC Capital và Tracoin Việt Nam. Thì ngày hôm nay chủ đề của chúng ta là làm gì khi mùa altcoin đến. Thì trước tiên để bắt đầu cái panel này á, thì em xin làm một cái cuộc khảo sát nhỏ là trong này là anh chị nào là mới vào thị trường ạ? Có thể giơ tay được không ạ? Không nhiều đúng không ạ? Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta đều là những gọi là trader rất là kỳ cựu, những người đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió của thị trường từ 2007 tới giờ. Và rất là cảm ơn ban tổ chức đã có một cái sự kiện rất là chất lượng để những cái người trader kỳ cựu chúng ta có thể đến ngày hôm nay. Trước tiên thì em xin có một câu hỏi nhỏ về background của mấy anh. Thì anh có thể giới thiệu một tí về bản thân cũng như là mình vào thị trường như thế nào và tại sao mình lại ấp ủ xây dựng cái cộng đồng của mình hiện tại được không ạ? Mời anh Cường trước đi. Anh Vinh cầm mic nha. Vinh cầm mic. Chào mọi người, mình tên là Cường. Mình thì thật ra là mình biết về Bitcoin là từ hồi mình học đại học. Lúc đấy là mình học FPT thì rất nhiều sinh viên nói về Bitcoin. Lúc đấy mình chỉ có biết là Bitcoin, mình cứ nghĩ là Bitcoin là lúc đấy chỉ là một cái đồng tiền ảo ở trong game. Thì thời đó thì mình có nghe một câu chuyện của mấy bạn kể là một cái cạc nhỏ đấy là đào được bằng mấy Bitcoin vẫn đang là lỗ nên nhiều bạn đã bỏ. Thì mình cũng thật ra là đấy là một cái cơ hội, nhưng mà lúc đấy là mình chỉ có phân vân là mình quyết định không đầu tư, mà nếu mà đầu tư thì bây giờ đã khác rồi. Và sau này mình có mở một cái tiệm net, thì bạn của mình có giới thiệu về đồng ETH. Thì lúc đấy là mình mở tiệm net thì bạn của mình tên là Nghĩa, lại ông Nghĩa là người đầu tiên của cộng đồng mining Việt Nam. Thì bạn có nói là xong rồi ông đào ETH đi, mà tiệm net làm gì? Tiệm net một năm mới hồi vốn, mà ETH chỉ có 3 tháng mới hồi vốn, mà mình cũng không biết ETH là cái gì hết. Sau này mình cũng không có đầu tư. Và mình quyết định đầu tư khi mà anh em bạn bè của mình á bắt đầu là thằng này nó đang đi xe máy, mà mấy tháng sau nó đã mua xe hơi hết rồi. Bắt đầu mình mới bắt đầu muốn là tìm hiểu. Thật đó lúc đấy là tìm hiểu là ước mơ là làm giàu, chứ không phải là tìm hiểu về công nghệ gì hết. Thì mình cũng có thử đào, mình có mua khoảng 30 dàn máy đào. Hồi đấy thì cũng một ngày được một ETH thì cũng vui lắm. Nhưng mà từ thời mà MLM mà nở rộ thì mình bán hết máy, mình đầu tư cũng hết trẻ coi. Và nó chẳng về con số 0. Thì bắt đầu mình mới lại tìm hiểu về công nghệ và chơi coi. Thì bắt đầu mình mới thấy nó hay và mình tham gia các nhóm chơi coin và mình bắt đầu mình học cái phân tích kỹ thuật. Thì lúc đấy mình mới thấy là cái thị trường này, những đồng coin này tạo ra những cái giá trị và cái công nghệ này rất là hay. Lúc đấy mình mới bắt đầu chuyên sâu mình tìm hiểu. Thì lúc đấy mình mới nhìn gọi là có cái nhìn tổng quát, chứ không phải là tham gia thị trường để hold và chờ nó tăng giá. Thì mình vào thị trường này là năm chính thức, mà bắt đầu là vào là tháng 7, tháng 8 năm 2017. Xin chào tất cả mọi người, mình là Ryan, là nhà sáng lập cũng như là điều hành của HC Capital. Mình tham gia vào thị trường đầu 2017 lúc mà được một người bạn giới thiệu cho mọi người đấy, có ai biết OneCoin không ạ? Mình vào thị trường này là nhờ một người bạn giới thiệu từ một dự án Ponzi. Sau dự án Ponzi OneCoin đó thì mình biết đến Bitcoin và Ethereum. Lúc mà mình biết tới và bắt đầu tham gia thị trường là Bitcoin có giá là hơn 1.000 đô và Ethereum có giá là 7 đô. Sau một thời gian mình bắt đầu chơi từ 2017, thời điểm đó mua con gì là chỉ có ăn thôi, không cần, chỉ cần kiên nhẫn đợi và chờ thì mình thắng rất là lớn. Mình nhớ giữa 2017 ấy là ISO lên sàn. Lúc đó nếu mà lên sàn ấy, X3 là một dự án gọi là scam, còn trung bình là cứ X20 X30. Mình có ăn một nói chung là kiếm được chắc từ nhiều tiền từ cái thời điểm đó.
Xong rồi một thời gian đến 2018 thì thị trường downtrend và mình mất rất là nhiều tiền và tham gia vào game. Đó, mình cháy tài khoản luôn, gọi là trắng tay. Mình bắt đầu làm lại từ giữa 2018. Sau đó mình đã thành lập nên HC Capital. Hiện tại HC Capital thì hướng đi của mình thì nó không có một cái hướng đi gì cả. Nó chỉ có theo trend thôi. Mình có một cái slogan là ở đâu có tiền thì ở đó có HC đấy, kiểu thế. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Lời đầu tiên thì cảm ơn sự có mặt của tất cả các anh chị em bạn bè ngày hôm nay ở đây để lắng nghe mình và các bạn leader khác chia sẻ về thị trường ngày hôm nay. Mọi người xin cho một tràng pháo tay được không ạ? Mình thì có hơi khác một chút, tại vì background của mình là từ bên technical. Ngày xưa là mình là kỹ sư phần mềm của FPT Software, thì cũng công tác ở FPT được khoảng 3 năm. Thì cũng biết tới Bitcoin và Blockchain cũng khá là sớm, nhưng mà thời điểm đầu mình cũng nghĩ nó cũng là không có gì nổi bật lắm, cho nên là không quan tâm nhiều. Nhưng mà bắt đầu đến khoảng thời điểm 2016 thì có một số cái dự án của công ty thì cũng cần research thêm về công nghệ Blockchain. Nên lúc đấy thì mình bắt đầu research để làm thêm. Và đến khoảng 2017 thì thị trường bắt đầu sôi động ấm lên. Thì lúc đấy là tham gia vào crypto là đúng nghĩa là tài chính, nhưng còn không, cũng không mang nhiều ý nghĩa là về công nghệ nữa, mà bắt đầu thấy là cũng kiếm được. Đấy, đến khoảng giữa năm 2017 thì không còn chân trong chân ngoài nữa mà nghỉ hẳn bên FPT Software luôn để qua và làm. Thì cái thời điểm 2017 mình bắt đầu mình là founder của VIC Group, là một cái cộng đồng hiện tại cũng tương đối lớn ở Việt Nam để phát triển hệ sinh thái về phần mềm và các thứ. Thì khoảng 2017-2018 cho đến thời điểm hiện tại thì mình cũng mới join Coin98 với vai trò CEO, điều hành cùng với Lê Thanh và phát triển hệ sinh thái mới cho Coin98. Thì chút nữa mình sẽ chia sẻ rõ hơn về cái hành trình của mình đến với crypto như thế nào. Bây giờ xin nhường lại cho Thuận. Ok, cảm ơn rất là nhiều cho những chia sẻ quý báu của mấy anh. Trong này có câu chuyện giống như anh Cường hay là anh Ryan không ạ? Là những người đã từng chơi Hexacoin. Ai có giơ tay ạ? Thế mọi người giấu đúng không? Rồi ok, thì Thuận nhận thấy là ba anh này có một cái cách đánh khá là giống nhau, đó là đánh những con low cap token. Cho nên là ngày hôm nay là mình sẽ hỏi sâu về cái vấn đề này, là tại vì rất là hiếm cơ hội mà có được ba anh ngồi chung với nhau, cho nên là chuẩn bị rất là nhiều câu hỏi, gần 20 câu hỏi luôn. Nên là bây giờ em sẽ hỏi xong rồi ai có thể trả lời được ngay á thì mình trả lời luôn nha. Theo anh định nghĩa thì low cap token là gì và dưới bao nhiêu gọi là low cap? Cái này nó hơi chung chung một tí, tại vì mình thì mình thường hay chơi trên sàn. Nếu như mà ở Huobi á thì low cap của mình theo định nghĩa nữa là dưới 1 triệu đô, còn ở trên Binbi low cap của nó là tầm 3 triệu đô đổ lại, thì đó được coi là một đồng token low cap. Thì mình chỉ có chơi trên sàn Binance thôi, thì thường thường là mình hay đánh những con khoảng 3-5 triệu đô. Và trước khi mà đánh những con đấy thì mình phải tìm hiểu những cái đội dev của nó với lại support ở trên Telegram, Twitter nó có ổn không. Tại vì hiện tại bây giờ là rất nhiều đồng coin chết, nên mình mà đánh nhầm một đồng coin là có nhiều khi bị delete là mình cũng mất hết. Như vậy thì anh vừa nói tới cách tìm hiểu, thì bây giờ giữa rất nhiều cái low cap token á thì mình có thể check như thế nào để mình biết rằng là cái token nó được sàn yêu ái để boom hay không, và check cái cách mọi người hay làm như thế nào? Em hỏi cả ba. Thường thì cái này nói sàn yêu ái boom thì không đúng, mà cái này là phải nói được mất kỳ mất cơ boom. Thường thì mình sẽ check cái low cap là mình sẽ, nếu như mọi người chuyên nghiệp một tí thì mọi người có thể check ví của nó. Nếu như trên nền ERC20 ấy, trên nền tảng ERC20 mọi người có thể lên etherscan.io thì có thể check ví được đồng coin của mình muốn check. Thì nhấp vào phần holder thì nó sẽ có một phần deposit là ví coin ở từ sàn nó có chuyển về ví hay không.
Còn nếu mà trường hợp tất cả các đồng coin đó ở trên sàn nó chuyển lên sàn hết rồi thì mọi người phải chuyên nghiệp hơn một tí, là code một cái tool, mình có một cái tool chuyên gom hàng, chuyên phát hiện check volume, biến động volume, rồi gom hàng ở trên BNB. Ví dụ như là nếu như mà có trường hợp gom hàng thì cái tool nó sẽ báo về EDT Telegram cho mình, sau rồi mình sẽ check ở trên đó, rồi mình sẽ mò ra, mình sẽ check Twitter của nó, channel, rồi Telegram xem team admin có hoạt động hay là có làm việc hay bình thường hay không. Đó là cái kinh nghiệm chọn những đồng coin boom sớm nhất của mình. Mình thì hơi khác một chút, nghĩa là mình không có quan tâm tới cái việc là một đồng coin là cap của nó nhiều hay ít, mà quan tâm tới volume nhiều hơn. Thường là sẽ lựa những cái vùng volume mà thấp để mà mình gom hàng dần, sau đó là tới khi mà nó boom, như có những nhiều cái dấu hiệu là một thời gian sau chuẩn bị boom thì lúc đấy là mới là lúc để mà chốt lời. Thì mình ít chơi sóng ngắn, mà thường là những sóng mà còn thường là đến 4 giờ hoặc một ngày, cho nên là khoảng một vài ngày cho đến một vài tuần. Đấy, nhiều con thì vô tình là cũng đu lên vài tháng. Ok, như vậy thì khi mà mình đánh node cap token thì cách mọi người phân bổ vốn như thế nào? Thường thường thì mọi người sẽ như mọi người đã biết thì hồi nãy mình có nói mình có một cái tool là check gom hàng. Thường thường mình sẽ để ý giá xem nó chuyển vào thời gian nào, rồi mình sẽ check lại ở trên chart là nó sẽ gom hàng vào bao nhiêu, ở giá bao nhiêu. Xong rồi mình sẽ gom dần dần lại, mình sẽ kiểu như là tính giá trung bình và gom ở thường thường là mình sẽ gom ở hai mức. Nếu như mà vã quá thì có thể là mức thứ ba. Được rồi thì mình có dính full L. Mình check full L ở trên BNB thì team BNB có phải chắc phải gom được 80% số lượng coin vào ví, thì mình có đủ đỉnh ở 100 sát, xong rồi chốt lỗ ở 90 sát, đấy về 50 sát mua lại là lại đủ đỉnh tiếp là xuống 25 sát là bị chia hai tài khoản, thì mình all in ở 25 luôn. Và đợt vừa rồi thì nó có boom x4 mà mình chỉ có chốt được ở 64 sát thôi, chỉ có x2.5 lần thôi. Còn anh Cường thì sao ạ? Anh có thể chia sẻ về cách mình phân bổ vốn khi mình đánh ăn coi. Thường thường thì mình đánh ăn coi thì mình thường thường mình đánh khoảng 1-2 ít thôi, tại mình không dám đánh nhiều. Và cái cách mình xem á thì mình xem cái volume của nó, những con nào thường là volume 200-300 ngàn ở trên sàn Binance nha. Còn những sàn khác thì mình không chơi, tại vì sàn Binance thì số lượng user người ta đã chơi nhiều và cái số lượng FOMO cũng rất là nhiều, chỉ cần nó đẩy là nhiều các bạn mới đó vào là hay bị FOMO. Thường thường là đỏ vỏ là xanh và mấy bạn mua thì lúc đó là mình mới bán, và mình phải check và cái thời gian trong ví dụ như là trong vòng một tuần mà cái thời khối lượng giao dịch của nó tăng đột biến, ví dụ như là 5% nhưng mà cái giá nó vẫn đi ngang như vậy thì có nghĩa là còn nó đang gom, và mình sẽ xem những cái nến như là nến ngày ấy. Và khi mà một khi á những cái con low cap á thì nó có những cái chu kỳ là nó sẽ giảm giá liên tục, là cứ ai mua á vài ngày sau là người ta phải cắt lỗ, và nó có thể giảm giá cả năm trời. Và khi mà mình thấy á là nó đã đi ngang như vậy và bắt đầu volume nó bắt đầu nó tăng lên á, là có nghĩa là nó đã gom và nó đã hết, người ta đã xả hết lực rồi, không còn để mà giảm giá nữa, thì lúc đấy là mình nên gom và mình chờ thì khoảng thường là cũng có khi là cả tuần thì nó mới bùng lên. Thế cũng như con, nhưng mà thật ra là mình cũng hay nói anh em là chờ x2 x3, nhưng mà thật ra nhiều khi cũng tăng 50% là cũng bán sạch rồi. Giống như nhiều con như AMB thì cứ bảo anh em là mua 200 đi 400-500 bán, nhưng bắt đầu tới nó lên 250 là hô hào anh em bán hết. Thật ra là mình đánh là quan trọng là mình có lãi là được, mình không có tham nhiều, tại vì ngày xưa mình đã tham nhiều, mình cũng đã chi rất là nhiều rồi, nên mình cũng có kinh nghiệm là mình chơi trong thị trường này 5%-10%, bạn bán là bạn lãi, còn bạn cứ để đó, nó chưa phải là số lãi của bạn đâu. Mình là do Cường đổ đây ạ. Mình có chia sẻ về cách phân bổ vốn. Mình thì thường là mình đánh all in.
Odin ở đây là gì? Odin ở đây không phải là hết toàn bộ tài sản của một con, mà là ví dụ như là thường là lý thuyết là có thể là mình tính đánh vào con đến một bit chẳng hạn, thì thường là các anh em là DCA ví dụ đánh khoảng một nửa giá này thôi nếu mà xuống mua thêm, nhưng mình thì thường là mình mua cả bit hoặc mình mua nửa bit thì sau mình cũng không mua nữa. Xuống là cắt lỗ, lên là đến một thời điểm là chốt lời. Nhưng mà nhiều khi là thấy cái sóng đấy ham quá thì lại không chốt. Thì đến lúc mà Bitcoin nó sập thì lúc đấy là đành là phải chốt hòe chẳng hạn, không là đành phải cắt lỗ thôi. Thì nói với mình thì mình cảm thấy là để mà kiếm được lời ở trong thị trường này không phải là khó, nhưng mà quan trọng là không được tham. Thì là ăn thà ăn non còn hơn là bị mất, đúng không ạ? Như vậy thì thường thường thì mình đánh low cap token thì mình có để tới bit không? Và thường thường mọi người trade cặp bit hay là cặp ODT? Bit thì luôn luôn là mình luôn luôn phải để ý, tại vì bit là dù nó cũng nó hấp sổ hơi sổ mũi cái thôi là tất cả các an kia cũng ra đi theo, cho nên lúc nào mình cũng phải để ý. Nhưng mà cũng không phải là quá là quan trọng tới cái bit, tại vì có nhiều con mà mình xác định nó sóng nó đang vào trend tăng dài hạn chẳng hạn thì mình xác định mình ôm được thì mình ôm thôi. Còn nếu mà có thời gian thì vào có thể chơi đi đồ mua cao bán thấp hơn để tăng số lượng đấy thì ok. Ví dụ hiện tại những XRP là mình đang nhắm nó vào trên tăng dài hạn, cho nên là mọi người có thể phân bổ mua ở những cái vùng mà nó giảm giá mạnh. Như anh Vinh thì nói thì mình cũng như vậy thôi, mình bổ sung ở chỗ cặp thường thường shitcoin hay là còn gọi được low cap á, thì nó ít hơn khi có cặp USDT đó, chỉ đa số là chơi bằng cặp BTC và USDT thôi. Thì cũng như là Phượng nói là low cap thì không có nào mà có cặp USDT hết, đa phần là bit, và khi mà mình đánh thì mình cũng phải để ý tới bit. Thật ra là mình đang chơi ở thị trường này là mình tin tưởng vào Bitcoin, nên mình cứ dù dùng Bitcoin lên hay xuống thì mình vẫn phải tăng số lượng bit của mình lên. Nếu mà bạn còn tham gia thị trường này á thì bạn luôn luôn bạn phải có một cái suy nghĩ là mình phải tăng số lượng bit của mình lên. Thì bây giờ nếu mà bạn xác định và bạn chơi lâu năm thì bạn tăng lên, còn nếu mà bạn là tham gia rồi lời xong rồi bạn bán ra thì bạn nên là nếu mà lời như vậy bạn bán ra thẳng USDT. Còn như mình thì bit lên bit xuống thì mình vẫn giữ bit và mình chơi những cái cặp mà bit đa phần là bit hết. Như theo được biết thì sắp tới thì đồng Bitcoin thứ 18 triệu sẽ được đào lên, và bây giờ chúng ta chỉ còn 3 triệu Bitcoin thôi. Thì những anh chị ở đây là những người gọi là những người đầu tiên của cái thị trường này, thị trường cũng rất là nhỏ, và em nghĩ rằng là theo như anh Cường nói thì làm gì làm cũng phải kiếm cho mình vàng Bitcoin cái đã. Chục năm nữa thì không biết là thị trường nó như thế nào, nhưng mà cứ kiếm cho mình trước cái đã. Rồi, tại vì thế giới 7 tỷ người mà chỉ có 21 triệu Bitcoin đúng không mọi người? Một câu hỏi cuối cùng về low cap token. Thì thường thường low cap sẽ đi kèm với low liquidity, thanh khoản kém. Thì có bao giờ mọi người ăn được kèo 20-30% nhưng mà chốt không hết không? Có bao giờ làm coi trường hợp đấy không? Mình thì gặp rất là nhiều rồi. Chuyện cơm bữa luôn. Thường thường mình đặt một cái tường rất là dày ở trên, và lúc mà lên nó chạm đến đó thì chỉ có khoảng tầm 10-50% thôi. Tại vì mình thường thường một USDT coin mình, nếu mà mình không bị đu đỉnh á thì mình vào tầm 20.000 đô. Còn nếu như mà trường hợp mà đu đỉnh chắc không phải gấp 3 lần, đó là 60.000 đô, thì lúc mình đặt X2, X3 lên, mình đặt ở tường ở phía trên á, nó chỉ đớp được 50% của mình thôi. Nhưng mà nếu mà gặp cái trường hợp đó, giải quyết thì cũng rất là đơn giản thôi. Lúc đó mình có khớp được một phần rồi thì mình có thể xả bất kỳ luôn, xả giá ở trên tường luôn, không quan trọng là ấy. Mà lúc mà nó boom lên ấy, tùy token thôi, giống như là những đồng giống như là full el, lúc mà nó đã boom á, low sat á, rồi low sat và low cap nó đã boom thì volume phải lên cỡ chục triệu đô là bình thường. Cho nên là về vấn đề này cũng không phải đáng lo ngại lắm. Còn như mọi người chơi cỡ 5.000 đô đổ lại thì thoải mái hơn, cái này không phải đáng lo. Mình thì mình cũng có cùng ý kiến với vợ là vì bình thường chơi mà cũng phải lừa cơm gắp nắm, nghĩa là nếu mà volume mình lớn quá thì mình chơi những coin tốt, volume lớn thì coin USDT. Thì hai trường phái đấy bản chất nó là khác nhau. Mình muốn an toàn là thanh khoản cao thì mình muốn chơi coin USDT, còn coin bit thì mình cái lúc mà mình lừa mình gom hàng là lúc đấy là dần volume nó thấp, thì lúc đấy là muốn xả ngay cũng khó, cho nên thường là những cái kèo mà ôm kiểu đấy là ôm tương đối dài một tí.
Tới khi mà nó boom lên thì VOI là khoảng vài trăm BTC, nếu ở trên Binance là chuyện bình thường. Còn những sàn khác, những sàn nhỏ quá thì mình cũng ít khi chơi, đa số là chơi ở Binance và Huobi. Thì bên Huobi nó có một cái tập quán là nó khác với những sàn khác, nghĩa là có những cái đồng coin gọi là coin nhà nòi ấy. Nghĩa là chỉ có trên Huobi mới có những cái đồng coin đấy. Thì tới mùa ăn coin ấy là nó sẽ đẩy lần lượt. Nghĩa là mình thấy một tới một cái mùa nào đấy mà bắt đầu coin Huobi nó hết con này con kia ít hay ít ba là ít nhất chẳng hạn. Thì lúc đấy ấy, là mình lên mình check những con nào thứ nhất là volume của nó còn thấp thì là còn nó còn chưa boom nhiều á. Thì là mình xem ở trên coin market cap sẽ có một cái thống kê ở bên phần market là mình xem thì chủ yếu là nó có những tàu token đấy là nó chỉ có ở trên Huobi thôi, hoặc là có ở một số cái sàn khác nữa, nhưng mà cái volume là cái thanh khoản nó rất là ít, đa số là sẽ là Huobi nó nắm quyền kiểm soát đấy. Thì là những cái đồng coin đấy tới mùa nó sẽ lần lượt để nó boom. Việc của mình là lựa những cái đồng đấy, và nhiều khi nếu mọi người chơi quen thì sau này sẽ thuộc lòng tên của những cái đồng ấy luôn. Anh có thể cho một vài cái tên được cho mọi người tranh thủ mọi người nốt lại. Những cái tên đấy thì đa số là mùa trước là bên Vượng cho kèo rất là nhiều, nên là anh em John team HC có thể trả lại những cái kèo đấy, có thể thấy rất là nhiều coi bên Huobi. Ok, vậy bây giờ thành viên coi 98 mình chỉ có HC nha mọi người. Ok, mình xin chuyển qua một cái topic thứ hai, đó là cái mùa altcoin. Thì mùa altcoin là một cái khái niệm chắc là tất cả mọi người đã được nghe tới rồi. Nhưng mà một năm thì có mấy mùa và dấu hiệu nào báo hiệu là sắp tới mùa altcoin? Mọi người có thể chia sẻ được không? Để mà nói về mùa altcoin thì cái này cũng khó, rất là khó để mà mình biết đầu tiên là mình dự đoán được. Nhưng thường thường nếu mà để một bắt đầu một cái mùa thì sẽ có một vài đồng coin boom mạnh x3, x4. Mọi người để ý xem, đợt rồi thì mình cũng may mắn là mình có múc được con Fuel, thì lúc mà nó bắt đầu mùa thì con đó là con boom đầu tiên luôn. Đó, boom x4 từ 22 sát lên đến 92 sát thì phải. Thì đó là dấu hiệu. Còn muốn nhận biết để mà khi nào tới thì cái này chắc phải chạy theo kiểu tâm linh này. Là hên xui thôi, hoặc là như anh Vinh với lại anh Cường hồi nãy có nói, mọi người để ý thì có thể biết là đến một cái thời điểm á, là ART coin người ta ít xả đi, nó chỉ có sideways đi ngang, nhìn chắc một đêm nó chỉ có đi ngang một thời gian thôi, thì lúc đó là lúc nên mua vào. Rồi lúc nãy mình cũng có nói rồi, nghĩa là mùa ăn coin thì bản chất là mùa ăn coin thì là coin phải boom. Có nghĩa là lúc đấy mình thấy là thị trường sôi động, là một vài đồng coin thi nhau boom, thì lúc đấy là tới mùa. Nhưng mà quan trọng cái mùa đấy là nó dài hay ngắn thôi. Thì tới lúc nhiều khi thấy coin boom nhưng anh em không tận dụng cơ hội để đợi chờ một thời gian nữa thấy nó boom nhiều, thì lúc đấy gần hết rồi thì dùng lại vào đu đỉnh. Lúc đấy là tới mùa đông. Thì những cái coin ở bên Huobi như lúc nãy chẳng hạn là sẽ có một cái tập hợp những cái coin ấy, là mọi người chịu khó lên research một chút sẽ thấy một tập hợp các cái coin là chỉ có nằm vốn hóa và volume chủ yếu ở trên Huobi thôi. Thì những con đấy tới mùa là phần lớn ở trong đấy nó sẽ đẩy giá lên. Đấy là kinh nghiệm mà mình chơi ở bên Huobi. Okay. Như vậy thì thường thường ăn cơm trên Binance với trên Huobi nó khác nhau như là cái thuộc tính đó, ví dụ như là nó thích thì nó bơm thôi, hay là nó có theo một cái phân tích kỹ thuật gì không? Như mình chơi thì thấy là bên Binance nó sẽ follow theo phân tích kỹ thuật nhiều hơn, có thể là dự đoán được. Đa số trên Binance, trên chart Binance nó đã có sẵn những cái đường MA rồi, mình rất là hay chơi theo cái đấy, đa số là nhìn đến cái đường MA đấy và volume để mà chơi. Như vậy thì do độ đẩy khác nhau cho nên là cách tương tận khác nhau. Về cái vấn đề này thì theo như mình nghĩ, BNB hiện đang là top 1 rất là nhiều user. Chính vì nhiều vấn đề nhiều user này cho nên là người ta đánh theo phân tích kỹ thuật nhiều hơn, là có rất là nhiều holder hold những đồng coin đó, thì người ta sẽ tạo theo một cái hiệu ứng, cho nên là đánh theo phân tích kỹ thuật là bình thường. Còn ở bên Huobi thì nó nghiêng về cái, nó không có những đồng coin mà nó không có volume luôn, nó chỉ nghiêng về kiểu làm giá thôi, market maker thôi, đẩy giá, chứ nó không phải phân tích kỹ thuật. Chỉ phân tích kỹ thuật thì bên BNB.
Theo mình thấy á, thì Huawei nó là nó cái volume nó rất là nhỏ và thường thường là bốc tại giá, mà tại vì mình có chơi một vài con ở trên đó mình biết nhiều khi bạn mua không tới một bit mà nó lên tới 5% rồi nên bạn rất khó xả. Với lại thì bên mình thì có một cái danh sách là thời gian của Huawei là cứ tới 23 giờ hàng tối là nó sẽ bung một coin. Tại vì nó có cái quy luật đó rồi. Tại bên mình cũng đã xem có cái danh sách đó cũng để trên channel đó, là 23 giờ nó sẽ bung, xong rồi giờ nào nó sẽ bung, giờ nào y chang hết luôn các bạn. Nếu mà các bạn kiểm tra theo cái danh sách đó là y chang, không khác gì hết. Tại vì cái đấy là giống, thật ra là cái đấy là mình thấy giống như là đội sàn nó đẩy vốt á. Còn Binance thì thật ra là mình con nào bung thì mình cũng là volume nó cũng gọi là lớn rồi, người ta đẩy vô rồi nên mình cũng không có lo nhiều. Với lại volume nó thường thường là mình để ý là mấy cái dự án với lại đội sàn người ta đẩy, sàn ta đẩy chứ không như là UB nó dùng bot nhiều lắm. Bot thì thật ra là bạn khó mà bạn xả lắm, tại vì nó đẩy lên cái nó xuống liền. Có vẻ như là ngày hôm nay chúng ta có rất là nhiều bí quyết, nhưng mà đòi hỏi mọi người phải join group của ba anh để mới được share. Nếu mà được thì ban tổ chức mình cho link vào trong ba cái cộng đồng là lên slide luôn nha. Em có ba câu hỏi riêng cho ba người. Em hỏi anh Cường trước là mọi người có thể, nhiều người có thể biết là anh Cường được IEO mà nổi á, thì anh Cường ăn được rất là nhiều. Thì em có thể hỏi là anh có những cái mẹo nào giúp anh có thể thành công như vậy trong cái mùa IEO, cũng như là bây giờ IEO thì nó không còn hot như xưa nữa. Như vậy thì cái viễn cảnh nào cho IEO trong thời gian tới? Thật ra là mình ăn theo trend, tại vì IEO đầu tiên là của con BitTorrent nó list Binance, thì mình với lại anh em là mới nói là thôi mình làm sắp tới là sẽ có trend này, thôi mình làm một cái tool là tự mua. Thì đợt đó là tất cả các sàn luôn, Huobi rồi OKX rồi Binance, tất cả những cái sàn Forex nó đều đẩy. Thì lúc đó đầu mình có dùng một cái tool là hầu như là sàn nào cũng mua được, nhưng mà có sàn BitChat là mua được nhiều nhất thì nó lại chia 2, chia 3. Và thật ra là cái đấy thời gian đầu trend IEO á, các bạn chơi á, thì sàn nào cũng ăn, nhưng mà khi mà nó đã thoái trào rồi á thì các bạn nên chơi, chỉ chơi nên là Binance hoặc Huobi thôi. Huobi thì giờ mình cũng hạn chế chơi rồi. Và những cái sàn nhỏ nó làm ra IEO là nó để hút tiền của các bạn thôi, chứ thật ra là lợi nhuận của các bạn không nhiều. Tại vì có những cái tool của mình mua những sàn khác rất dễ, nhưng mà có sàn nó không bao giờ nó bán cho mình đâu, nó cứ báo là hết rồi, xong rồi lên sàn rồi nó bung lên rồi các bạn mua rồi là nó sẽ bị chia. Thì ngày xưa bên mình chơi IEO á, sau nó sẽ chuyển qua một cái cách hai, có nghĩa là bạn phải hold coin bạn mới được mua, đấy là tool là vô hiệu rồi. Thì hold coin thì bạn có một cái cách là lên sàn gây bạn chuyển USDT lên đấy, bạn vay BNB, vay HT, bạn đem ra bên kia bạn hold. Thật ra là bạn chỉ có mất khoảng 1% tiền phí thôi, nhiều khi là chưa tới 1% tiền phí, nhưng mà bạn hold, bạn có số lượng lớn tiền bạn đưa qua đó, bạn lấy BNB về bạn hold thì bạn lãi rất là nhiều. Thì sàn gây nó cho bạn vay khoảng tầm 70%, bạn bỏ vào 1.000 đô và bạn rút ra 70% giá trị BNB, rồi bạn hold qua sàn Binance thì bạn không mất gì hết, bạn chỉ mất khoảng 1% của 1.000 đô đó thôi. Thì khi mà bạn ăn được những cái IEO của nó thì nó lên x5 x10 đó. Thật ra là chưa có con nào mà mình bị lỗ ở Binance hết á. Cái đó là cái mẹo của mình, là bạn lấy tiền bạn qua sàn khác mà vay, bạn đừng có mua BNB, tại vì bạn không biết nó tăng hay giảm. Nhiều khi bạn mua giá 30 nhưng mà khi mà xong IEO nó còn xuống 25 là bạn ăn được IEO, nhưng mà bạn lỗ cái tiền kia thì cũng hề vốn hoặc là lỗ hơn. Thì bạn nên lấy cái USDT của mình bạn qua, bạn vay, bạn đi về thì bạn chỉ mất phí rất là ít. Bên cạnh IEO sắp tới thì mình nghĩ là chỉ có một thằng Binance là nó là ok nhất. Tại vì thật ra là khi mà những cái đồng coin mà đi sàn của nó là nó khẳng định được là cái số lượng volume lớn, user người ta nhiều, và thằng Binance thì nó khắt khe. Nhưng mà những cái sàn khác nếu mà nó tạo ra IEO thì bạn đừng nên chơi, chỉ có một duy nhất là thằng Binance thôi. Tại vì mình cũng đã làm việc, cũng đã nói chuyện với một bên Binance thì nó nói là dự án hiện tại đang xếp hàng, hơn 1.000 dự án đang xếp hàng chờ nó duyệt, nhưng mà nó sẽ duyệt là kỹ rất là lâu, và những dự án nào thật sự tốt nó mới làm IEO cho dự án đó. Rất là cảm ơn những chia sẻ quý báu của anh Cường về IEO. Em có một câu hỏi cho anh Ryan, đó là như em thấy thì HC sai kèo thắng rất nhiều,
nhưng mà tại sao member đánh vẫn thua? Và cách đó là do cách đánh của mọi người hay sao bạn biết? Phải sai hay sao? Và nếu như vậy thì mọi người nên điều chỉnh cách đánh của mình như thế nào? Cho mình hỏi đây có anh em nào đến từ HCK Battle không ạ? Giơ tay được không ạ? Không khá, khá đâu. Cái này lại phải nói đến vấn đề tâm linh rồi. Nhiều khi mình hay nói đùa với anh em thế.